chuyên mục 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay. Bình Phước điều tra án mạng khiến một người tử vong sau khi đi nhậu về. Với chính sách thu phụ phí Tết của Grab, khách hàng sẽ là người chịu thiệt thòi. Tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay sẽ bàn về chính sách mới gây tranh cãi này của hãng xe ôm công nghệ quất một căn giá cả chục triệu đồng gây sốt dịp Tết Nguyên đáng. Minh Lam cùng với Cẩm Tú xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý khán giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Tin nóng. Phần tin nóng sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng, buôn lậu công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Thị Đào sau 11 năm lẩn trốn. Trước đó, đối tượng Đào sinh năm 1972, trú tại tổ 13, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, nghề nghiệp giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch Bảo Đức, có hành vi vay mượn tiền của rất nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ. Đến tháng 9 năm 2010, Vũ Thị Đào bỏ trốn cùng con trai với số tiền chiếm đoạt là trên 3 tỷ đồng. Xét hành vi phạm tội của Vũ Thị Đào, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Đào về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình tiến hành các biện pháp điều tra nhằm đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật, Thị Đào bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định truy nã đối với Vũ Thị Đào sau 11 năm lận trốn qua công tác nắm tình hình điều tra, xác minh tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh đã bắt giữ vụ thị đào khi đối tượng này đang lẫn trốn tại xã Đắc Sơ huyện Đắc Qua, tỉnh Gia Lai. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành giải cứu bé gái 9 tuổi bị kẹt giữa khe của hai nhà xây tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Trước đó ngày 13 tháng 1, người dân phát hiện cháu BA, tên viết tắt, sinh năm 2014 rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của hai nhà số 196 và 198 ở đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt tại khe giữa hai nhà rộng khoảng 25 cm, không có lối thoát hiểm và cháu không di chuyển được. Sau gần 30 phút tiến hành khoan đục các tường, các chiến sĩ đã giải cứu cháu khỏi khe nhà an toàn. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháu A bị mắc kẹt là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu không may ngã xuống khe hẹp giữa hai ngôi nhà. Sau khi được giải cứu, cháu A đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra trong tình trạng sức khỏe khá ổn định. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng, khiến ông Nguyễn Văn Phúc, 50 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị đâm tử vong. Trước đó, ngày 15 tháng 1, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Đức, 53 tuổi, ngụ thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, xảy ra cãi nhau với vợ. Nghe cãi nhau to tiếng, anh Nguyễn Văn Phúc là em ruột vợ của Đức, ở gần bên chạy sang can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, anh Phúc bị Đức dùng kéo đâm gục ngã. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Gây án xong, Đức đến cơ quan công an đầu thú. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý thính giả, dư luận những ngày này đang bức xúc vì hãng gọi xe công nghệ Grab vừa gửi đi thông báo cho biết sẽ áp dụng phụ phí Tết Nguyên đáng từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023 đối với các chuyến xe hoặc đơn hàng phát sinh trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Với chính sách này, dư luận một lần nữa lại đặt ra câu hỏi liệu hãng xe ôm công nghệ này có vì người tiêu dùng? Theo thông báo, phụ phí Tết Nguyên đán của Grab, dịch vụ rapby 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 Economy, rapby Plus sẽ áp dụng mức phụ phí 5.000 đồng một chuyến xe. Các tỉnh thành phố áp dụng cho mức phụ phí này bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Định, Cà Mau. Với dịch vụ GrabCar Rapka 4 chỗ, Rapka 7 chỗ, Rapka Economy, Rapka Plus, Rapka tỉnh sẽ áp dụng mức phụ phí 15.000 đồng một chuyến. Các tỉnh, thành phố áp dụng bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắc, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng. Còn GrabFood sẽ có mức phụ phí 5.000 đồng trên một đơn hàng, áp dụng cho các tỉnh, thành phố bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau. Tương tự, Rớp Mạc cũng áp dụng mức phí 5.000 đồng trên một đơn hàng áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Hải Phòng. Grab Express siêu tốc, Grab Express siêu tốc thực phẩm, Grab Express siêu tốc 2 giờ, áp dụng mức phí 5.000 đồng trên một đơn hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hà Nội. Đây không phải là lần đầu tiên Grab tăng phụ phí khiến dư luận bức xúc. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, Grab đã thông báo áp dụng phụ phí nắng nóng với các dịch vụ vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe mô tô hai bánh, gồm GrabBuy, GrabFood, Mạc và GrabExpress tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực khác tại Việt Nam kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2022. Đáng nói, khoản phụ phí Tết sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước, khiến cho nhiều tài xế cũng như là khách hàng băn khoăn. Tôi cũng như nhiều tài xế khác nhận được thông báo hãng Grab sẽ thu thêm phụ phí trong dịp Tết. Khoản phụ phí mà Grab áp dụng vẫn sẽ được chia theo tỷ lệ giữa tài xế và hãng. Có thể nói ứng dụng trên nền tảng công nghệ đã giúp cho Grab có sức cạnh tranh gần như là vượt trội hoàn toàn so với taxi truyền thống. Với góc độ là người tiêu dùng, người dân lựa chọn đi Grab vì thuận tiện do phần mềm mang lại, kết nối dễ dàng, nhanh chóng. Song quan trọng hơn cả là bởi giá cả. Grab rất linh hoạt, có chế độ giá cho giờ cao điểm và thấp điểm, trong khi taxi thì chưa thực hiện được. Tuy nhiên, những vụ việc không hay như hủy chuyến của Grab, đặc biệt là những động thái trong chính sách giá vừa qua, khiến cho người tiêu dùng mất dần thiện cảm với một loại hình taxi công nghệ giá rẻ, tiện lợi, khác xa với taxi truyền thống. Khác xa với taxi truyền thống mà trước đây họ từng ca ngợi, Việc hãng vẫn thu chiếc khấu, công nghệ Grab đang hưởng một phần quyền lợi của tài xế và đối tượng tài trợ chính là người tiêu dùng. Theo nhìn nhận của một số chuyên gia, với chính sách thu phụ phí Tết, khách hàng sẽ là người chịu thiệt thòi. Mặc dù số tiền này được thông báo là dành cho tài xế, tuy nhiên lại được gộp vào giá cước. Như vậy, nghiễm nhiên, hãng Grab sẽ được hưởng lợi từ số tiền phụ phí Tết và chính cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cũng đã từng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn grab và các hãng xe công nghệ ra soát chính sách kinh doanh đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để duy trì môi trường cạnh tranh công bằng lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đòi hỏi grab và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương tự như dịch vụ của grab ra soát chính sách hoạt động kinh doanh và cạnh tranh đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật cũng như vì quyền lợi của người tiêu dùng Đồng thời, cơ quan quản lý cũng cần có biện pháp thắt chặt hoạt động của hãng kinh doanh công nghệ này. Nếu không, người thiệt thòi không ai khác chính là người dân. Và thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại nội dung này của tiêu mục Nóng Trên Mặt Báo. Và tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Chuyên mục 24 giờ chuyển động Thưa quý tính giả, lần đầu tiên, thị trường Tết Nguyên Đáng ở Hà Tĩnh xuất hiện cây quốc có kiểu dáng độc lạ như ôm gỗ lũa, tỏa bóng trên mô hình thành xưa, nhà cổ. Những tác phẩm cây cảnh đang được trưng bán tại góc đường Nguyễn Huy Tự, giao với đại lộ Sobit Nghệ Tỉnh, thành phố Hà Tĩnh. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đáng năm 2023, anh Nguyễn Viết Long, 37 tuổi, quê ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nhập về 30 gốc quốc lớn, bắt mắt, độc đáo. Nổi bật trong số đó là hai cây quất ghép gỗ lũa. Đây là loại gỗ thuộc gốc của các cây cổ thụ khô sau khi bị chết. Loại gỗ này không bị mối mọt, mục nát và có nét đẹp nghệ thuật. Theo anh Long, gốc quất dán ghép gỗ lũa đắt nhất được bán với giá 80 triệu đồng, cao 3,5 mét, để tạo ra tác phẩm có thể. Theo anh Long, gốc quất dán ghép gỗ lũa đắt nhất được bán với giá 80 triệu đồng, cao 3,5 mét, để tạo ra tác phẩm có thế đẹp độc lạ nghệ nhân phải mất nhiều năm thậm chí 5 năm chăm sóc uống nắng từ khi cây còn nhỏ thời điểm này trái quốc đã chín vàng màu sắc rực rỡ gốc có thể tỏa bóng trên mô hình thành cổ phía dưới được trồng thêm cây cỏ tạo ra cảnh bình dị xưa cũ những gốc quốc dáng độc đáo ghép tiểu cảnh chùa tượng đôi vợ chồng sống thọ bên nhà cổ nghệ nhân phải tỉ mẫn bỏ nhiều thời gian đầu tư mới tạo nên những tác phẩm như vậy được biết, các tác phẩm có giá bán từ 20 đến 30 triệu đồng. Những ngày qua, lượng khách tìm đến địa điểm này ngày càng nhiều để chiêm ngưỡng, ngã giá mua chậu quất độc lạ về trưng bày trong nhà. Thưa quý thính giả, mỗi dịp Tết đến xuân về, thì làng nghề truyền thống quốc cảnh Tứ Liên là địa điểm quen thuộc của nhiều người có thu vui chơi cây cảnh ở Hà Nội. Tết nguyên đáng năm nay, tại đây nổi lên loại quất đặc biệt, đó là quất một căn với kiểu dáng độc lạ, bộ rễ cây cầu kỳ, Mặc dù giá dòng cây này cao gấp nhiều lần so với quốc bình thường, nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng. Theo quan niệm của giới chơi cây cảnh, mộc có nghĩa là thân cây, căng tức là rễ. Quốc mộc căng tức là bộ rễ của cây quốc sẽ lộ lên khỏi mặt đất. Quốc mộc căng mang một vẻ hùng dũng, khỏe khoắn, nhưng cũng hết sức mềm mại nhờ sự uống tỉa tạo tác điều luyện. Quốc mộc căng có nhiều dáng, thể như huynh đệ, mẫu tử, thác đổ, ngũ phúc, tam đa, tứ quý, lộc bình tùy thuộc vào lượng rễ mỗi cây quất, thợ làm quất một căn có thể thiết kế tạo hình. Cây có rễ càng to, càng già, chứng tỏ càng lâu năm và có giá trị lớn. Hiện giá bán quất một căn tại vườn từ 2 đến 4 triệu đồng. Những cây to có bộ rễ đẹp lên tới chục triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Bên cạnh bộ rễ, quất một căn cũng phải có tổng thể hài hòa, bố cục mạch lạc để phụ trường hết vẻ đẹp gốc và thân. Quan trọng nhất, quất vẫn phải đáp ứng đủ ba yếu tố, cổ, kỳ mỹ như các loài cây cảnh khác để có được tác phẩm quốc mục càng dư ý đòi hỏi người chăm sóc phải bỏ nhiều công sức khi cây còn nhỏ nhà vườn sẽ lắp đất kính gốc để bộ rễ phát triển khi rễ dài và to ra người thợ sẽ đưa cây lên dần khỏi mặt đất đến khi lộ ra bộ rễ và tiến hành tạo dáng thể trung bình không kể thời gian ươm thì mất 3 năm để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện Thưa quý thính giả, không chỉ các làng nghề cây cảnh tất bật vào vụ Tết, những ngày này, làng bánh tráng Túy Loan ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang rộn ràng chuẩn bị hàng hóa cung ứng ra thị trường. Vài chục hộ gia đình tại làng bánh tráng Túy Loan đã đỏ lửa bánh tráng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao. Cả tháng nay, ngày nào gia đình chị Nguyễn Đặng Thái Hòa ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũng bắt đầu công việc từ lúc 12 giờ đêm để sai bột, nhóm lò bánh tráng cho kịp bỏ hàng dịp giáp Tết. Tuy vất vả, nhưng chị luôn vui vẻ, làm việc luôn tay, tỉ mỉ để có được một mẻ bánh thơm ngon, đậm vị. Chị Nguyễn Đặng Thái Hòa, ở làng Bánh Tráng Túy Loan, ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cho biết. Cái công việc này tác thì uh, lồn bánh nhiều, tan ngày, lại lộn lồn, lồn hơn ngày, mình nghỉ ngày. Còn ngày thường thì mình lồn uh, hơn ngày, mình nghỉ hơn ngày, có thể mình nghĩ nhiều hơn nữa mình trón rồi, bón hết bánh rồi mình mới có mình mới trón lại ở làng túy loan hiện chỉ còn khoảng vài hộ giữ nghề hoạt động thường xuyên nhưng cứ vào dịp tết nhu cầu thị trường tăng cao thì có đến vài chục hộ lại đỏ lửa bánh tráng nghề bánh tráng này đòi hỏi sự công phu cần cù ngoài ra còn phải thức khuya dậy sớm chịu nhiều vất vả vì vậy những người làm nghề lâu năm đều đang đau đấu với nỗi lo làm sao giữ được nghề truyền thống ông đặng hữu b làng bánh tráng Túy Loan ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ. Cỏ Nam á, mình đón mà cỏ Nam á là mình không đón. Mà riêng cái dịp Tết mình thao thì cái, cái dịp Tết thì mình bo mình mình đón thì cái cái nguyện bạn của cháu là lùm đang là cái đầu loa nó là cho không, không, có bởi vì cái lượng bánh tráng của mình là hẳn đẹp. Nhưng mà khi trốn á thì mình trốn được. Mà khi bón ra là hẳn đẹp là họ không mua. Bánh tráng Túy Loan có mùi vị thơm ngon đặc trưng. Nếu ai đã từng một lần thưởng thức loại bánh này thì khó có thể quên hương vị của nó. Chính vì thế, món bánh này đã trở thành món quà tình nghĩa là món không thể thiếu của người con Đà Nẵng, Quảng Nam trong mâm cơm cúng tổ tiên ngày đầu năm mới. Tiếp theo, mình làm sẽ đưa quý thính giả đến với Cà Mau để khám phá các công đoạn làm mắm cá sơn nước tiếng Cà Mau. Tuy không phải là vụ mùa khai thác chính trong năm, nhưng thời điểm cần tích nguyên đáng như hiện nay lại là mùa tiêu thụ chính của mắm cá sơn bởi đơn đặt hàng tăng mạnh khởi nghiệp từ nghề làm mắm cá sơn chị phan thị chuyển là một trong những người tiên phong đưa thương hiệu mắm cá sơn ngọc hiển đến với thực khách gần xa nhờ cần cù chịu khó nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nên mắm cá sơn của cơ sở ngọc chuyển ngày càng đậm đà thơm ngon được thị trường tin dùng giúp gia đình chị có cuộc sống ổn định nắm bắt nhu cầu thị trường gia đình chị đang chuẩn bị lượng hàng gấp đôi gấp ba ngày thường để cung ứng dịp tết chị Phan Thị Chuyển, ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết. Để cung muốn mắm cá sơn ra thị trường thì cơ sở chúng tôi có trang bị thêm một số máy móc và đồng thời cũng chú trọng cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm để để cung làm cho con mắm ngon, mắm sạch để cung muốn ra thị trường để kiếm thêm thu nhập cho cơ sở và đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho năm bảy chị em ở địa phương. Cá sờ nhỏ, nhiều gai và vảy, xương lại cứng nên các công đoàn làm mắm cũng khá công phu, tỉ mỉ, cần nhiều nhân công sơ chế. Để giảm chi phí, công lao động, tăng sản lượng và chất lượng cho sản phẩm, anh Trần Quốc Khởi, chồng chị chuyển đã chủ động sáng tạo ra nhiều loại thiết bị máy móc, nhờ đó giảm được phần lớn các công đoạn làm tay, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng. Anh Trần Quốc Khởi, ấp ông quyền xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chia sẻ. Chưa thì mình mướn người làm không có mình mới đâm ra một cái ý tưởng là là mình chế cái máy để mình thay sức người làm à, sau khi mình chế rồi mình thấy cái lợi ích nó là gấp 10 lần hơn cái người làm thì nó hỗ trợ đủ mặt hết Mỗi năm, cơ sở Ngọc Chuyển cung cấp cho thị trường từ 8 đến 10 tấn cá sơn thành phẩm, giá bán từ 90 cho đến 100 000 đồng một kg. Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương không riêng sản phẩm của cơ sở Ngọc Chuyển mà mắm cá sơn tại nhiều cơ sở khác trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ngày càng khẳng định được chất lượng, thương hiệu và được nhiều người biết đến. Mỗi hộ làm nghề đều có bí quyết riêng, khiến mắm ca sơn dù là một món ăn dân giả được làm thủ công nhưng luôn được thị trường tin cậy nước tiếng gần xa. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây đông đảo trẻ em và các gia đình hào hứng xếp hàng dọc một trong những đại lộ chính ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để cổ vũ và được nhận kẹo trong cuộc diễu hành ba vua thường niên. Theo truyền thống, trẻ em Tây Ban Nha sẽ nhận quà Giáng sinh vào ngày lễ ba vua đầu tháng 1 hàng năm. Tương truyền thì đây là ngày mà ba vị vua hay ba vị hiền sĩ từ phương Đông đến thăm chúa Jesus -xu, Hài Đồng. Họ dân tặng lên chúa Hài Đồng các vật phẩm gồm vàng, trầm hương và bột dược vào ngày này ở Tây Ban Nha hay các nước Mỹ Latin, người dân và du khách đổ xuống đường xem diễu hành, tái hiện cuộc viếng thăm của ba vị vua. Giữa các vũ công, nhà công và người múa rối, các vị vua ngồi trên lạc đà hoặc những chiếc xe rước được trang hoàng đẹp mắt và thả bánh kẹo xuống cho trẻ em. Rất nhiều kẹo đã được thả xuống cho đám đông. Còn tại Hàn Quốc, lễ hội câu cá trên băng đã chính thức khai mạc. Lễ hội thu hút gần 130.000 người tham dự bất chấp nhiệt độ lạnh tại mức đông băng. Người tham gia đào một lỗ xuyên qua lớp băng trên mặt hồ để câu cá. Một số người khác đã nhảy trực tiếp xuống hồ để bắt cá hồi bằng tay không. Ban tổ chức cho biết đã bố trí lực lượng cảnh sát, y tế, đội ứng phó thiên tai để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Lễ hội nổi tiếng thế giới này của người Hàn Quốc có điểm nhấn là hoạt động bắt sanctinel, một loài cá hồi núi chỉ sống ở vùng nước ngọt. Lần đầu được tổ chức năm 2003, lễ hội câu cá trên băng sanctinel qua trên từng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bình chọn là lễ hội hay nhất quốc gia vào năm 2010. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục cà phê không đường, người dân ám ảnh chờ đăng kiểm ô tô. Tiểu mục chuyện ngày mới, vai trò của lễ hội trong cuộc sống hiện đại. Tiểu mục cà phê không đường. Tiếng mục Cà phê Công Đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn đề liên quan đến đăng kiểm ô tô. Vâng thưa quý thính giả, những ngày vừa qua số lượng ô tô đến kiểm định ở Hà Nội tăng đột biến. Nguyên nhân do một số trung tâm phải tạm đóng cửa vì có sai phạm trong việc kiểm định phương tiện, những ngày số lượng xe mới xuất phải đăng kiểm. Việc phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, thậm chí là vài ngày để đến lượt đăng kiểm, khiến cho nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi. Phóng sự ghi nhận tại Hà Nội lúc 3 giờ sáng cách đây vài ngày tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 30 v cầu giấy, nhiều xe mới vẫn đối đuôi nhau đến để xếp lốt, chờ lấy vé đăng kiểm. Tuy nhiên, dù đã cố gắng đến từ sáng sớm, nhưng nhiều xe vẫn là người đến muộn. Cận Tết, xe đã đến hàng đăng kiểm, nhưng anh Trương Duy Tùng ở quận Cầu Giấy đi 2 đến 3 trung tâm đăng kiểm vẫn không thể kiểm tra tiêu chuẩn an toàn cho xe. Mất ngủ cả đêm, anh Tùng chưa bao giờ nghĩ việc đi đăng kiểm xe lại khiến anh vất vả không chỉ tại trung tâm đăng kiểm số 3 cầu giấy bị quá tải và xuất hiện tình trạng xe xếp hàng dài, mà ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 30 d Hà Đông cũng xuất hiện tình trạng này nhiều ngày qua. Thậm chí có những tài xế phải đợi đến 2-3 ngày mới có thể nhận tấm vé đăng kiểm, và phải sang ngày thứ ba mới đến gần hơn cơ hội được đăng kiểm. Tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến nay cả nước có 33 trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội có 11 trung tâm. Vì vậy, tình trạng quá tải tại khu vực Hà Nội đã xuất hiện một số ngày gần đây. Trên thực tế, thời điểm cận Tết, người dân phải sử dụng phương tiện để đi lại, làm việc cao hơn ngày thường. Vì vậy, ai cũng đều mong muốn cơ quan chức năng sớm có các phương án để tránh ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, xe không đăng kiểm được thì người dân đi lại rất khó khăn, nhất là thời điểm cận Tết nguyên đáng chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông phạt, mức phạt cũng rất cao từ 2 đến 3 triệu đồng, nếu quá hạn dưới 1 tháng và quá hạn trên 1 tháng là từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nhân câu chuyện này thì cũng xin bàn thêm về loại xe đăng kiểm. Thưa quý khán giả, trong số những chiếc xe chờ đăng kiểm thì có cả những chiếc xe ô tô mới xuất xưởng. Điều này khiến cho số lượng xe chờ đăng kiểm trở nên nhiều hơn. Và liên quan đến vấn đề này thì mới đây đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc một chiếc ô tô mới 100% khi được xuất xưởng thì các hãng xe đã phải đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chất lượng trước khi lăn bánh. Thế nhưng, những chiếc xe này vẫn bắt buộc phải mang đi kiểm định và an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được ra đường đây là quy định rất tréo ngoe, vô lý. Tôi cho rằng với quy định này, Bộ Giao thông và Vận tải cần phải xem xét lại, không nên kiểm định với những xe mới. Vâng, ý kiến này của đại biểu Lê Thanh Vân khiến cho nhiều người than rằng vậy mà bao nhiêu năm nay người tiêu dùng phải chịu sự thiệt thòi và vô lý như vậy. Cũng theo đại biểu Lê Thanh Vân, Thái Lan cho những phương tiện kiểm định lần thứ nhất là 3 năm, có những nước lên tới 6 năm mới bắt đầu phải kiểm định. Không lẽ các nước đó đều lạc hậu, hạn chế về kiến thức, kỹ thuật, không lo cho an toàn giao thông hay sao? Vâng, rõ ràng là xe xuất xưởng mới toanh thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các tiêu chuẩn chất lượng, cho nên việc bắt người mua phải đi đăng kiểm xe mà nhiều người cho là vô lý cũng phải chăng thôi. Đại biểu Quốc hội đã lên tiếng đề nghị Bộ Giao thông và Vận tải cần phải xem xét lại, không nên kiểm định với những xe mới. Chúng ta hãy cùng chờ Bộ Chủ quản trả lời bằng hành động. Và thưa quý vị, và đến đây thì nội dung này của tiểu mục Cà phê không đường xin được dừng lại. Ngay sau đây là phần tin nóng, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa triệt xóa đường dây giả danh Công an, Viện Kiểm sát hoạt động tại Campuchia và thường gọi điện hù dọa người dân, yêu cầu nộp tiền vào tài khoản, đồng thời khởi tố bị can đối với 19 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các nghi phạm trong đường dây này đã giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, Thông báo bị hại là bị giả mạo, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó nhóm này giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản rồi chiếm đoạt. Tính từ tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo công an thành phố Thái Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ án trong một vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra khác tại Sóc Trăng được camera ghi lại. Một đối tượng đã gan dạ cướp điện thoại bé gái đang chơi trong nhà. Khi mọi người phát hiện thì đã quá trễ. Hay tại khu vực quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, camera nhà dân ghi lại bộ đôi nam nữ đi bộ vào hẻm có sách theo túi đồ. Ngay sau đó một đối tượng nam đi xe tay ga theo sau. Chưa đầy một phút, đối tượng đã cướp điện thoại cặp đôi này, rồi rồ ga chạy ngược lại tàu thoát. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý thính giả, lễ hội có vai trò rất lớn trong đời sống cộng đồng dân cư cũng như trong phát triển kinh tế du lịch. Đó là hoạt động để tôn vinh sức mạnh cộng đồng và cũng là chất kết dính tạo tài nguyên dân văn để phát triển du lịch. Qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của người dân trên địa bàn. Ở Tây Ninh, lễ hội vẫn được thường xuyên tổ chức và thu hút đông đảo mọi người tham gia. Điển hình là lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phê sương trảng bàn. Đây là sân chơi bổ ích cho mọi thành phần lứa tuổi, người dân có thể vui chơi, tụ tập để giảm bớt căng thẳng những áp lực từ cuộc sống. Không chỉ thu hút người dân tại địa phương, lễ hội còn là điểm đến của nhiều du khách. Và trong tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, một quý thính giả cùng tìm hiểu vai trò của lễ hội trong cuộc sống hiện đại. Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng tiêu biểu và là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể. Cùng với đó, lễ hội được xem như là một món ăn tinh thần độc đáo của dân ta, luôn mang đậm bản sắc dân tộc và gắn liền với đời sống của mỗi người chính vì vậy lễ hội có vai trò không hề nhỏ trong đời sống xã hội ông ngô trần ngọc quốc chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh tây ninh cho biết đây cũng là một cái nơi có thể kết kết giao lại một cách sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương đồng thời cũng là nơi kết giao để tập trung phát triển về du lịch trong cuộc sống hiện đại và phát triển lễ hội cũng có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ vai trò rất lớn trong đời sống cộng đồng dân cư ở Tây Ninh, lễ hội vẫn được thường xuyên tổ chức và thu hút đông đảo mọi người. Điển hình là lễ hội văn hóa du lịch, nghề làm bánh tráng phơi sương trảng bàn. Ngày nay, lễ hội không đơn giản là nơi giải trí của người dân, mà còn là địa điểm để mọi người trao dồi kiến thức văn hóa, lịch sử, xã hội, giúp nâng cao nhận thức hiểu biết về hình ảnh vùng đất con người. Ngoài ra, còn là nơi để thế hệ đi trước, truyền thụ, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống quý báu cho người trẻ. Từ đó, thế hệ trẻ tiếp cận, giữ gìn và hòa mình vào những giá trị ấy, cũng như thấy tự hào vì những giá trị văn hóa mà ông cha ta đã từng để lại. Anh Tuấn Anh, một du khách, nói. Mình nghĩ là bây giờ thì thời đại 4.0, mọi thứ thì nó đang rất là tâm đập. Ấy. Con người thì sống xô bồ nên là mình nghĩ là thường xuyên nên tổ chức những cái chương trình như thế này để cho các bạn trẻ hoặc là nói chung các gia đình anh em này này mình biết đến nhiều hơn để mình nhớ lại những cái hương vị mà mà, mà, mà. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết thêm. Khi mà phát triển về cái lễ hội thì hiện tại Tây Ninh chúng ta không phải có một cái di sản là bánh tráng quê xương không. Mà hiện tại Tây Ninh chúng ta đang có 7 cái di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt đảng và nhà nước, chính quyền rất là quan tâm đến những cái lễ hội mang tính chất đó là hồn cốt của người dân Tây Ninh. Ở Tây Ninh trong những năm qua, vai trò của lễ hội đối với phát triển du lịch ngày càng thể hiện rõ nét, có sức thu hút ngày càng đông đảo du khách gần xa, kích thích ngành du lịch phát triển. Điều này cũng đem lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, chia sẻ. Khi chúng ta tổ chức lễ hội thì nó kéo theo nhiều cái à, nguồn, nguồn những cái ngành kinh tế khác phát triển theo đặc biệt đó là cái gì đó là những cái dịch vụ thì làm cho con người ta hiểu nhiều về à, cái đặc sản của tây ninh cái quê hương tây ninh cái sự phát triển của tất cả các sản phẩm mà hiện tại chúng ta đang mong muốn truyền tải một cái thông điệp đến tất cả các địa phương khác cũng như là khách hàng ở ngoài nước thông qua những chương trình du lịch lễ hội nhằm giới thiệu đến du khách về đất nước con người vùng đất tây ninh trong quá khứ và hiện tại giới thiệu những nét đặc trưng, đặc sản, những giá trị văn hóa tín ngưỡng, những di tích, di sản. Anh Tuấn Anh, du khách, nói thêm. Mình đến Tây Ninh lần thứ hai rồi, một lần đi núi Bà Đen và đây là lần đầu tiên là mình đến hỗ trợ ở Tây Ninh. À, mình muốn tham khảo những truyền thống của Tây Ninh thôi. Thứ nhất là mình muốn biết nhiều về bánh tráng, cũng thích ăn bánh tráng nữa. Mình biết là cách làm bánh tráng này, con người của Tây Ninh cũng rất là, 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 là dễ gần dễ thương lễ hội thì đi theo một cái xu hướng là truyền thống ông Ngô Trần Ngọc Quốc chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Tây Ninh chia sẻ mà cái truyền thống thì nó xuất phát từ trong dân gian lễ hội chúng ta không áp dụng 4.0 vào thì thực sự ra thì cũng không phải là một cái giải pháp hay và một cái giải pháp tốt chúng ta phải biết kết hợp hài hòa giữa cái hiện đại và cái cổ điển chúng ta phải biết giữ gìn cái bản sắc của dân tộc giữ gìn cái hồn của lễ hội, song song đó thì chúng ta cũng hòa vào cùng chung thế giới. Chúng ta phải kết hợp giữa cái công nghệ 4.0 vào à, cùng với lễ hội để làm ra một cái câu chuyện hiện đại hơn, à, à, làm ra câu chuyện tiện ích hơn, làm ra một cái câu chuyện mà có thể là thế giới cùng với nhau biết qua cái công nghệ 4.0. Nhưng song song đó thì chúng ta không nên bỏ được cái hồn cốt của cái lễ hội mà đặc biệt nơi địa phương đó sản sinh ra cái lễ hội đó lễ hội mang đến nhiều giá trị về mặt vật chất và tinh thần gắn kết với đời sống sinh hoạt phát triển hiện nay của con người khai thác tổ chức tốt các lễ hội là một trong những biện pháp để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ hội nhập song trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay việc giữ gìn và phát triển lễ hội cũng gặp nhiều thách thức do đó cần phải kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống với công nghệ khi tổ chức lễ hội để lễ hội trở thành điểm nhấn để lễ hội trở thành điểm đến đặc biệt không thể bỏ qua trong lòng của mỗi người dân lẫn du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, lễ hội là tài nguyên nhân văn và có giá trị đặc biệt, nhất là trong xã hội hiện đại luôn tấp nập vội vàng với máy móc kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển. Thông qua các lễ hội, con người như được tắm mình trong văn hóa dân tộc, đồng thời giải tỏa những nỗi lo, những băn khoăn của cuộc sống hiện đại. Việc tổ chức các lễ hội kết hợp với phát triển du lịch là mô hình đang được thực hiện thành công góp phần quảng bá hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của các vùng miền, quốc gia, dân tộc đến nhân dân trong nước và quốc tế. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chương trình 24 giờ chuyển động xin được phép khép lại. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cùng đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, mình làm cùng với Cẩm Tú xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.